Hôm nay mít sơn mà ít biết 8 sạc 2. Ngoại hình hơi bị chơi xước một chút. Hơi xấu một chút. Tất cả hoạt động ok. Này. Giá cả liên hệ số điện thoại nha. Bao rẻ luôn. Đây còn một cây MFX12 sạc 2. Này cũng còn cây MFX 2 cây thanh lý hết luôn nha. Giá cả ưu tiên nha. Liên hệ số điện thoại mình nha. Nhanh tay thì còn, chậm tay thì mất luôn. Cái này ngoại hình còn đẹp nè. Cái gì cũng còn hết trơn á, còn nguyên zin nha, còn tem nha. Nên em nào có muốn xài thì liên hệ mình để rẻ lại cho. Đây cái MX8 sạc 2, còn cái này là 12 sạc 2 MFX, tất cả hoạt động ok. Một cái 12 lai, một cái 8 lai. Anh em nào có gì thì liên hệ số điện thoại của mình nha. Còn bụi chưa vệ sinh luôn á. Chào tạm biệt.